Ngày 17 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy năm 2022 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã bám tuyến bám địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tham mưu giám đốc công an tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp triển khai nhiều chương trình kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cụ thể đã đấu tranh bắt giữ được 599 vụ hơn 1000 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó đã đấu tranh triệt phá 7 băng ke phức tạp, bắt 42 vụ vi phạm pháp luật về ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lập hồ sơ khởi tố 511 vụ 593 bị can, xử phạt hành chính 88 vụ 533 đối tượng, kho bạc nhà nước thu hơn 600 triệu đồng, tăng vật thu giữ hơn 4.000 gam heroin, hơn 16.000 gam ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác, gần 80 kg cây, lá cây cần sa, cây và quả thuốc phiện trong năm đã làm tốt công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm đảm bảo tất cả các tin báo đều được tiếp nhận giải quyết đúng thời gian đúng trình tự pháp luật quy định công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tiếp tục có chuyển biến tích cực hội nghị đã tiến hành thảo luận những nội dung liên quan đến thuận lợi khó khăn nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy như công tác triển khai luật phòng chống ma túy tập trung thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản theo năm lĩnh vực tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn phối hợp lực lượng quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện các cơ sở lưu trú để phát hiện ngăn chặn đấu tranh các đối tượng lợi dụng phạm tội về ma túy trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác kỹ năng xử lý giải quyết các vụ việc phạm tội vi phạm pháp luật về ma túy tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ đấu tranh chấn áp tội phạm siết chặt kỷ cương đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác chiến đấu và sinh hoạt